Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa một lần nữa được nhìn lại hình ảnh ấn tượng từ giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017. Mặc dù đã khép lại, thế nhưng dư âm của giải đấu vẫn còn đọng lại mãi trong lòng không chỉ những vận động viên, những huấn luyện viên, những khán giả, mà còn ở trong lòng của cả những người đã góp phần tạo nên một giải đấu uy tín. Và trong bản tin ngày hôm nay thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cảm xúc của những người đã có vinh dự, có cơ hội được trải nghiệm cùng VTV Cup năm 2017. Hàng dài người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé để tạo nên những khán đài đầy ắp khán giả là một minh chứng rõ ràng nhất cho sự thành công của một giải đấu. Trong suốt những ngày tranh tài, VTV Cup Tôn Hoa Sen năm 2017 đã đón nhận tình cảm nồng nhiệt từ không chỉ người hâm mộ Hải Dương mà còn là nhiều khán giả ở các tỉnh lân cận. 14 năm đồng hành với bóng chuyền Việt Nam, dù ở bất kỳ nơi đâu trên mọi miền Tổ quốc, VTV Cup vẫn luôn thể hiện sự uy tín, công tác tổ chức chuyên nghiệp của VTV. Cùng với đó, yếu tố chuyên môn của giải đấu cũng đã được ban tổ chức chú trọng với những đội bóng chất lượng thi đấu và cống hiến những pha bóng đẹp cho người hâm mộ. Kết thúc 10 ngày tranh tài, VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 thêm một lần nữa đã để lại những dấu ấn sâu đậm. Sôi nổi, văn minh và chuyên nghiệp. VTV Cup là một giải đấu ý nghĩa với những khán đài chật kín khán giả. Không ngờ khán giả Việt Nam lại hâm mộ bóng chuyền đến như vậy. Phấn kích, nghẹt thở, trẻ trung và nhiệt huyết, tinh thần và máu lửa. VTV Cup trong tôi là niềm vui, đặc sắc và thực sự rất thú vị. Vất vả, vui vẻ mà nhưng mà phải an toàn tuyệt đối. Rất là lôi cuốn, đặc sắc và rất tuyệt vời. Sôi động, hồi hộp. VTV Cup là một niềm vui, là sự phấn khích, tự hào, sôi động và lắng lặng. Kịch tính, vui vẻ. Rất sôi nổi, hào hứng và hấp dẫn. Tuyệt vời này, đặc sắc và thành công.